Xin kính chào bà con. Hôm nay Đậu tiếp tục giới thiệu cho bà con cái dòng bát quái 24 khung ethylene màu xám. Cái hàng này nói về đánh tép gạo thì bà con nhớ ngay đến hai loại, đó là loại màu xanh lá ethylene hàng 3 ly và hàng màu xám ethylene 0.2 ly. Thì hai loại này nó là chuyên đánh tép gạo cho bà con. Cái khung thì cũng như khung bình thường phổ thông, đó là khung 20x30, phù hợp cho bà con đánh cả trong ruộng lúa cho bà con. Ngoài đánh tép gạo ra thì bà con còn đánh cả lươn, trạch, cua, cá. Cái dòng này mắt nhỏ vì vậy mà nó phù hợp bắt tép gạo hơn. Thưa bà con, nếu mà nói cái dòng này đánh thì là cái giá thành của nó cũng hợp lý cho bà con. Với lại là những dòng này bà con có thể đánh bắt một lúc rất là số lượng rất là nhiều. Như dòng này A Đấu đang cung cấp cho khách lấy lẻ. Đấy, mỗi lần lấy là 50-60 chiếc một lần. A Đấu có hình thức giao hàng theo đường bưu điện cho bà con, hoặc là có thể gửi theo đường xe khách nếu như bà con lấy số lượng lên một xíu. Dòng này về cơ bản thì đánh bắt nó hiệu quả, giá thành nó rẻ, hợp lý cho bà con. Vì thế mà hiện nay dòng này là một trong những cái hàng mà đang bán chạy nhất thị trường về nói về dòng đánh bắt tép gạo. Cái khung nhận biết dễ nhất đó là cái khung màu tím ở đằng sau đuôi cho bà con, mắt 2 ly, cực kỳ hay ho cho bà con. Bà con có nhu cầu mà đặt hàng cái sản phẩm này liên hệ với A Đấu sẽ cung cấp số lượng cho bà con. Nếu như bà con lấy lẻ thì ship từ 5 cái đổ lên bà con ạ, và có tặng mồi cho bà con. Bà con lấy số lượng lớn thì A Đấu có thể tặng kèm cho bà con dây và ghim vá và tặng mồi cho bà con đi kèm. Bà con hãy liên hệ với A Đấu. Xin cảm ơn bà con.